Xin chào mọi người, mình sẽ thử test theo cái hint ở trên Facebook này. Mình sẽ thử xem là có thật sự là vẽ bùa như thế và sẽ ra thêm một cái bùa không. Hiện tại mình đang có 3 cái bùa, tích mai mới có 3 cái bùa. Bây giờ mình sẽ thử xem là có đúng như bạn ấy nói không nhá. Đây là cái thứ nhất này. Xong vẽ được rồi. Ra cái gì đấy? Chum. Ui, ngon nhỉ. À, lại còn được thêm một cái bùa luôn. Được đấy. À, ngon quá. Ơ, con này con gì đây? Vẽ lại nhé, thêm một cái nữa luôn. Ơ, xong vẽ được này. Sao nhỉ? Ích. Ôi ôi xịt rồi. Lại đi. Chắc là phải kéo từ trên xuống dưới. Vừa nãy mình kéo từ dưới lên trên. Hơi dài tay. Cái gì đây? Lại không được nữa rồi. Sao thế nhở? Lần đầu không phát được luôn. Tưởng ngọt ngào lắm. Lại này. Vướng vào cái này. Ơ. Mình mà ấn quá là nó chạm vào chỗ góc màn hình. Ơ. Nào. Khó thế nhở? Hay là do mình đặt máy nào? Ơi, vẽ mãi không được. Vẽ không được luôn. Dí mãi không được rồi. Ơi. Như xịt ý. Ôi xịt hết rồi. Nhưng mà sao có con đầu SR là con gì ấy nhỉ? Đó xem nào. Lúc đầu mình cứ tưởng là vừa được bùa vừa được ấy. Đang hạnh phúc. Con này thì có cái vị gì nhỉ? Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người.